Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội vừa ban hành văn bản triển khai công tác phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn. Theo đó, thành phố yêu cầu Sở Y tế chủ trì phối hợp với Ủy ban Nhân dân cấp huyện bảo đảm cơ số thuốc, điều kiện vật chất, nguồn nhân lực, quản lý chặt F0, tổ chức tốt các tổ hỗ trợ theo dõi chăm sóc F0 tại nhà, theo dõi các ca F0 chuyển tầng tử vong. Đồng thời, Sở Y tế có trách nhiệm tăng cường tập huấn, hướng dẫn và ứng dụng công nghệ thông tin trong theo dõi, quản lý, chăm sóc, điều trị F0 tại nhà. Hướng dẫn người dân căn cứ dịch tễ, sức khỏe để thực hiện xét nghiệm, bảo đảm hiệu quả, tránh lãng phí. Cùng với đó, tiếp tục rà soát kiến nghị Bộ Y tế xem xét điều chỉnh, tháo gỡ khó khăn cho lực lượng cơ sở, giảm thiểu thủ tục hành chính trong quản lý F0 tại nhà, tăng cường ứng dụng phần mềm cơ sở dữ liệu dân cư, cung cấp, bảo đảm túi thuốc kháng virus cho các bệnh nhân tại các tầng điều trị, đặc biệt những người có yếu tố nguy cơ điều trị tại nhà, tiếp tục đẩy nhanh tiến độ tiêm vaccine, mũi bổ sung, mũi nhắc lại theo hướng dẫn của Bộ Y tế.